cảm biến đúng không? Cái này có hai cảm biến. Cái này chỉ cảm biến lên, cảm biến xuống. Cái kia là phải bốn cảm biến. Bắt đầu chạm vào cái cảm biến thứ hai phát là cái cảm biến thứ nhất phát là nó sẽ chậm lại. Và cảm biến cuối cùng là dừng hẳn. Con này nó có hai cái cảm biến ở bên trong. Thank you.